quyết tâm đi tu từ thân làng quê xa cách. Con phát tâm xuất gia, mẹ cha xin đừng quá thương con. Nhìn cuộc đời biển dấu, lòng con sao xót xa khôn cầm. Gặm kiếp người mong manh, còn chi đâu thú vui trên cõi trần. Con ước mơ sao cho đường tu đời con thăng tiến. Mong ước mong sao cho đường tu đừng dương díu ngoài lai. Lòng hằng cầu minh sư truyền dạy cho giáo môn của Phật Đà. Nguyện hằng nguyện cho con lòng sáng trong nhớ ghi lời vàng. Tôi cảm thương cho ai ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Tưởng nhớ cảnh xa xăm từng giây heo hắt tâm can. Mình trao mình tự an, chờ ngoại lai giúp ta hy vọng gì. Người già người thương nhau, đừng cậy ai ở quan không hoàng đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là cũng là nhằm ngày Chủ nhật, nhằm ngày 4 tháng 5 năm 2008, nhằm ngày 29 tháng 3 năm Mậu Tý. Như thường lệ định kỳ, chúng ta sắp xếp là mỗi ngày Chủ nhật chúng ta có một bài học hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là kỳ thứ 7. Tôi cũng triển khai cái loạt bài với cái đề tài là tham thiền. Hôm nay là cái đề tài tham thiền, hôm nay là kỳ hôm nay là kỳ 6, kỳ 7, hôm nay là kỳ 7. Như lần trước á,
Thì chúng ta học qua các kỳ đó, quán chúng ta học về các cái pháp tham và quán. Kỳ năm đó thì chúng ta học về cái cách cũng là thuộc về quán tâm. Tâm thì nó có nhiều cái mặt quán lắm, quá nhiều cách. Nhưng mà kỳ sáu vừa rồi đó thì tôi hướng dẫn các vị quán về tâm để tìm nhận biết rằng mình là người có tâm. Mà muốn nhận biết mình là người có tâm đó là phải quán chiếu tư duy về ba cái hình thức quán, ba cái đối tượng quán. Đó là phải dùng cái trí của mình mà quán cái phần hữu tác pháp. Con người mình có lục phủ ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quan tam tiêu, hai tay hai chân gọi là tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng. Chia sẻ ra nữa thì có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tất cả cái có đó là cái có thuộc về vật chất. Cái có vật chất đó nó không đủ cái điều kiện, nó không đủ yếu tố để thành một con người đâu. Mình phải dùng trí, dùng tâm, dùng trí mà mình tư duy, mình quán chiếu cái ý nghĩa đó. Nghĩa là tất cả những cái ngũ tạng, lục phủ, ngũ quan, tứ chi, lục căn của mình đó không đủ yếu tố làm con người. Mà tất cả những cái có đó, nó cần phải có một cái tác dụng của nó nữa. Tác dụng là cái gì? Thí dụ như có con mắt mà không có cái thấy thì cái đó là không phải là con mắt rồi. Dù có cái tên là con mắt, nhưng mà nếu không có cái thấy là không phải con mắt. Dù có lỗ tai mà nếu không có cái tác dụng của lỗ tai là để nghe thì cái lỗ tai đó không gọi là lỗ tai. Cho nên là đã nói tới tai thì phải có cái tác dụng là nghe. Lỗ mũi có đó mà nếu không có cái tác dụng là ngửi để biết mùi, để biết cái hương thơm thúi tanh hôi, thích không thích, thì dầu có lỗ mũi đó cũng không gọi là cái mũi. Lưỡi có lưỡi đó mà lưỡi mà không còn nếm vị được, biết mặn lạc chua cay đắng chát vân vân, thì lưỡi đó không còn gọi là lưỡi, cũng như không hề có lưỡi. Thân có đủ thân đó, tâm can tỳ phế thận còn đó, đại tràng tiểu tràng bàng quan tam tiêu còn đó, tứ chi là hai tay hai chân còn đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý gọi là sáu căn còn đó. Mà nếu không có cái tác dụng để nhận thức, để hiểu biết thì đó là người ta gọi đó là cái xác chết. Chứ thì thật là nó không cần nói nó là xác chết, mà nó giống như là một cái gì đó bằng cây, bằng đất, bằng gỗ, bằng đá, vô tri vô giác. Thế thì thân không còn gọi là thân. Mà thân mà gọi là thân của một động vật cao cấp là con người thì phải có tác dụng, phải tác dụng của một con người.
nó phải biểu hiện qua công dụng của thân, của miệng, của ý. Một con người có khả năng hoạt động, điều khiển ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ của mình, thì cái thân đó mới gọi là thân. Nghĩa là nó phải có tác dụng. Và cái não là trung tâm thần kinh, mà khoa học ngày nay ta gọi trong bộ não nó có chứa cái bộ phận gọi là chất xám. Rồi cái bộ phận của chất xám nó cũng chưa đủ, mà nó còn phải có cái tác dụng để nhận thức, để hiểu biết, phải quấy hơn thua, tốt xấu, thương ghét, yêu mừng, buồn giận. Nếu không có cái tác dụng đó thì bộ óc, bộ não không còn là não nữa. Ý căn không còn là ý căn được nữa. Do vậy cho nên là mình muốn biết là một con người là con người á, con người phải có tâm. Mà tâm thì cái yếu tố đầu tiên mình gọi đó là hữu tác dụng. Mà sự thật con người, con người mà còn sống là cái cơ thể của mình là phải có tác dụng thì mới gọi là người. Vậy thì cái tác dụng pháp đó, cái gọi là cái pháp tác dụng đó, là một dữ liệu, một điều kiện để mình chứng minh rằng mình có tâm đó. Tác dụng đó là biểu hiện của tâm qua cái hành vi tác dụng của ngũ quan tứ chi, của ngũ tạng lục phủ. Cái thứ hai là dựa trên cái yếu tố là hiện thọ dụng, ai cũng phải thọ dụng cái tác dụng đó hết. Cái tác dụng của ngũ quan tứ chi, của tạng lục phủ là ai cũng thường xuyên hiện thọ dụng. Không có hiện thọ dụng cái tác dụng kia thì con người không còn là con người, không có con người. Đã là con người thì là cái phải luôn luôn, chứ hiện đây là hiện tiền, là luôn luôn lúc nào cũng thọ dụng cái tác dụng của ngũ quan tứ chi, của ngũ tạng lục phủ của con người. Thế thì yếu tố thứ hai là hiện thọ dụng, phải có sự hiện thọ dụng. Con người phải có hiện thọ dụng cái tác dụng kia. Nói cách khác là con người phải luôn luôn là còn hoạt động, hoạt động ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, bì phu cốt nhục, cân mạch cốt, tủy phương cao, não mô, can đảm trường vị, tỳ thận tâm thế, sanh tạng, tục tạng, xích đàm, tục xích đàm, mạch đàm, trong đạo Phật nó có cái từ gọi là tam thập lục vật, 36 cái vật trong cơ thể của con người. Con người phải có hiện thọ dụng cái sự hoạt động của nó. Mình không có thọ dụng cái sự hoạt động của nó, tức là nó không có tác dụng thì không còn là con người sống được nữa. Vậy thì con người sống là phải có hữu tác dụng của ngũ tạng lục phủ, của tâm can tỳ phế thận vân vân, thường xuyên liên tục như vậy. Tôi nói là tới lập lui như vậy đó là để lưu ý đó, chứ nói phớt qua cho cái thành văn chương, cho thành cú pháp, để cho thành một nhà trí thức nào đó thì người ta không có nói nhiều vậy, ta không có nói tới nói lui vậy, ta nói lần qua vậy đó, nghe được nghe không được thôi. Còn cái này là nó có hơi khó, thật sự là khó, cho nên phải nói tới nói lui để nghe, nghe chừng nào chán, nó càng chán thì nó lại càng thuộc dữ, càng thuộc thâm sâu.
Cho nên đây là không cần giả đò làm người trí thức, không còn giả đò làm người uyên bác gì hết, mà phải nhắc làm sao cho cái người đối tượng nghe, mà nghe để mà nhận được là cái đó là đạt yêu cầu. Cho nên có những điều mà tôi phải nói nhiều lần, nói rất nhiều lần nữa cơ, là bởi vì cái này nó không phải dễ học. Một bản nhạc tình yêu người ta học rất là dễ thuộc, học chút xíu đã thuộc, bởi vì đó nó phù hợp với cái dục vọng của con người. Còn cái này là thuộc về cái triết lý thâm sâu vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp, cho nên nó khó nghe, nó khó hiểu, nó khó tin và nó khó hành. Mà mình phải nhồi luyện, mình phải tập luyện, phải tu tập chừng nào mà nghe không còn thấy khó, hiểu không còn thấy khó, tin không còn thấy khó, thì mình mới hành không thấy khó. Cái yếu tố thứ ba là cái bằng hiện sở tri. Yếu tố thứ ba, điều kiện thứ ba làm cho con người thì là con người đó, là nó phải có cái tính hiện sở tri hữu tác dụng rồi, hiện thọ dụng rồi. Cái thứ ba là hiện sở tri, cái tánh hiểu biết, nhận thức, phân biệt phải thường xuyên liên tục, không có lúc nào gián đoạn. Nó cái sự hoạt động của cái hiện sở tri đó, nó như cái sự hoạt động của một cái đồng hồ vậy. Trước mặt tôi hiện có cái đồng hồ nè, luôn luôn là cái sợi dây gió của nó để nó điều khiển, luôn luôn là phải hoạt động. Đây là nói theo cái đồng hồ, là đồng hồ cơ, đồng hồ xưa, chứ đồng hồ điện tử bây giờ thì khó thấy khó biết. Cho nó cũng vậy thôi, nó luôn luôn là phải có cái chất liệu điện nó còn, cái cục pin nó còn thì các cái cơ điện nó mới hoạt động được. Còn cái đồng hồ cũ hồi xưa đó thì nó có một cái dây gió của nó, luôn luôn là nó nhồi qua nhồi lại, nhồi qua nhồi lại. Từ cái chỗ nhồi qua nhồi lại đó, nó có một cái cò nó mổ, ta gọi là con chó, nó mổ qua cái tích, mổ qua cái tắc, mổ lại cái tích, mổ lại cái, mổ qua cái tắc, cứ tích tắc như vậy thì mới gọi là cái đồng hồ đó không chết. Đồng hồ đó là đồng hồ còn sử dụng được, còn chạy. Còn nếu mà nó không có cái hiện thọ dụng đó, hiện sở tri của cái tích tắc cái kim gió mà nó liên tục chạy đó, thì gọi là cái đồng hồ chết, không còn xài được nữa, không gọi là cái đồng hồ. Thế thì là cái điều kiện thứ ba, yếu tố thứ ba mà để biết rằng con người có tâm đó là hiện sở tri. Đủ ba cái yếu tố đó: hữu tác dụng, hiện thọ dụng, hiện sở tri, thì ba cái biểu lộ đó. Có ba cái tác dụng đó thì con người mới hoạt động được. Như vậy thì ba cái tác dụng đó nó là cái sự biểu lộ của tâm của một con người có tâm là cái đó đó. Chứ duy vật không phải, duy vật không đủ làm con người, mà phải nó phải có tâm ở trong. Thế thì tâm và vật hai cái nó hợp tác lại đó, nó hình thành là một con người, gọi đó là một con người ngủ ấm hay là ngủ quẩn. Ngủ ấm vô ngã, ngủ quẩn vô ngã, cái từ ngủ quẩn vô ngã, cái từ ngủ ấm vô ngã là chỉ cho cái thân của một con người gồm có hai phần chánh, là phần vật chất và phần tinh thần. Nói theo đạo Phật cái gọi là phần thân và phần tâm. Thế thì trong cái loạt bài mà tôi hướng dẫn này đó, là chủ yếu là để cho người đệ tử Phật biết rằng con người có thân mà phải có tâm, có tâm thì phải có thân, có thân thì phải có tâm, chứ không có duy vật biện chứng đủ sức để làm cho con người có con người. Đây là theo cái ý của đạo Phật.
cái tư tưởng của đạo Phật. Vì vậy biện chứng rất cần trong cuộc sống, để cho con người không hoang đường, không mê tín, không dị đoan, không gửi gắm tâm hồn ở thế giới trừu tượng vô hình không bao giờ có. Cho nên vì vậy biện chứng rất cần cho những người đệ tử Phật phải học vì vậy biện chứng. Ngoài cái học vì vậy biện chứng ra, con người còn phải học có duy tâm, nhật nhân dục liễu tri, ân quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Câu đó là kinh Hoa Nghiêm, không được là của xem thường. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tính của tất cả hiện tượng giả pháp trong pháp giới này, tất cả đều duy tâm tạo. Hiện tượng giả pháp này có là có cái phần tâm nữa, chứ còn cái hiện tượng giải pháp không á thì không, nó không tự có được đâu. Bởi vì nó là cái cảnh đối tượng, là cái cảnh sở quán của con người, mà không có con người năng quán thì ai là người nhận thức biết đó là có sự vật hiện tượng. Cũng như con người có ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, có 37 vật tâm can tỳ phế, sinh tạng, tục tạng, thức đàm, mạch đàm, bàn quan tâm chi, vân vân, mà không có cái hiện sở tri, không có cái hiện thọ dụng, không có cái hữu tác dụng, không có bảy tố đó, bảy tố của tâm đó, thì con người làm sao là con người? Do vậy cho nên con người thì phải có thân và phải có tâm, hai cái đó không bao giờ thiếu được. Để cái đó trước cái đã, chứ còn không là cãi cọ duy tâm, duy vật, duy linh, duy thần, duy thánh, đủ thứ gì. Thì trong Phật giáo lại còn có cái môn học gọi là duy thức. Duy thức lại còn có thành phần nữa là kinh duy ma tập, họ nói kinh duy ma nó thành ra thứ duy ma nữa, là mình là rất rối. Duy vật rồi duy tâm rồi duy thức rồi giờ ta nói duy ma. Kỳ thật là cái kinh duy ma cật, ta gọi là kinh duy ma cật. Duy ma cật là người ta dịch ra là tịnh văn. Mà nói cái đủ duy ma cật thì ta dịch ra là tịnh văn, mà mình nói kinh duy ma không là không được. Nó thành ra có một thứ duy ma thì duy thức rồi duy tâm, nó nhiều thứ, mà trong cái thứ đó mình nói cho nó không chính xác thì nó thành một thứ gì nữa, mà kỳ thật không có cái thứ gì mà. Trong đạo Phật thì có duy tâm và duy thức. Trong cái học Bát Lê thì duy vật. Thành ra là mình để cho nó kỹ rồi mình vận dụng, mình phối hợp thì nó không có cái sự lẫn lộn ở trong đó, thì cái sự tu hành của mình nó mới không có gì viển vông, nó không thành quan đường. Như cái bài thiền bữa trước đó, thì trong cái thiền đó là tìm đâu tịnh ngã lạc thù ra. Còn cái bài trước nữa đó thì là trong đức tu thiền đó, quán tâm quán ngã tùy duyên đến, mà chính tưởng quan đường nghĩ diễn dâm. Nếu tu tập mà có ý nghĩ quan đường, có ý nghĩ diễn dâm là không phải đạo Phật. Ôn lại những cái bài trước rồi. Thế thì hôm nay tôi giới thiệu một bài tham thiền thứ 4 ở trong cái tập của Như Nguyễn Thiền Sư, là quán tâm. Tiếp tục học bài quán tâm nữa. Vừa rồi thì đã đề cập tới quán tâm rồi, bây giờ đây cũng còn quán tâm đây nè. Tôi đọc cái bài thơ quán tâm nè. Thở tánh không không nhận những gì, tưởng hành trống rỗng tưởng là chi,
giác không không giác, đâu là thức. Ngũ uẩn phù hư đến chợt đi. Đây bốn câu thôi. Phật tử để ý nè, cái từ ngũ uẩn đó mình học cả đời, tu cả đời ấy nha, chứ đừng có đòi học cái gì nhiều ở đâu hết á. Ngũ uẩn mà các vị không học kỹ được, không quán chiếu được, không tư duy được về ngũ uẩn là các vị không có học cái gì cho trúng được cái của đạo Phật hết á. Rằng là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không ngủ ấm vô ngã. Ngủ ấm cũng là ngủ quẩn đó, cái này tôi nói nhiều rồi. Lúc nào gọi là ngủ ấm mà lúc nào gọi là ngủ quẩn. Và ngủ quẩn và ngủ ấm thì thật là năm thứ đó có nó có một thôi. Mà tùy lúc gọi nó là ngủ ấm, tùy lúc có lúc gọi nó là ngủ quẩn, có lúc gọi nó là ngủ ấm, tùy. Chứ ngủ ấm vô ngã đó, tứ đại khổ không ngủ ấm vô ngã đó, mà không thuộc ngủ ấm kỹ thì không học cái gì được của đạo Phật hết. Đừng có lại lục bắt công, đừng có khấn cầu bắt công, khấn cầu không được, hên xui mãi. Bá ngọ ông nào nhận lễ tao. Cái bài đó trong cái tập của Như Nguyễn Thiền Sư, tập thơ đó. Trước sau như một, Như Nguyễn Thiền Sư nói không bao giờ khấn cầu được. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, không có cái ông gì ngoài ta hết thảy. Nói như thế thì nó giống như là duy vật đó. Nhưng mà đạo Phật không phải thuần túy là duy vật. Nhưng mà đạo Phật xác định rằng không có ông gì để cần cho ta phải lễ bái họ. Không cần có ông nào ngoài ta để làm cho ta thành văn duyên giác Bồ Tát hay là thành Phật được, không có. Cho nên là lễ bái ngoài ta đều là trật, đều là không phải đạo Phật. Như Nguyễn Thiền Sư có cái bài lễ bái, lễ bái ông gì, lễ bái ai, ông gì, không có ông gì hết phải. Trừ ra ông ba, ông tư, ông năm là ông nội của mấy đứa cháu ngoại, hay là ông ngoại của mấy đứa cháu ngoại, hay là ông cố của mấy đứa cháu ngoại rồi. Cái ông đó thì có. Cái ông mà thế gian người ta đặt ra, cái luân lý đạo đức người ta đặt ra là cái ông đó thì có. Cha của cha, cha của cha mình thì mình gọi là ông. Mẹ của cha, mẹ của mẹ mà mình gọi là bà. Ông bà đó thì có. Ngoài cái ông bà đó ra không hề có. Bà chú Tiên, bà chú Ngọc, bà chú Thiên Quyền Nữ là bà dân dân và dân dân. Bà Hồ, bà Cố. Bà Hồ, bà Cố đó là Hồ Hỷ Mị. Bà Cố đó là Hồ Ly. Là cái chuyện đó là theo tôi đọc hồi nhỏ đó thì chỉ nghe qua cái chuyện phong thần tất kỹ đó là hồ ly đó, hồ ly thuận động. Mà hồi đó hồi tôi nhỏ tôi đi nghe thầy phù thủy nó khiển mấy người bệnh nhân giả hiệu mê tín đó, nó nói rằng là bà hồ ly thuận động bắt dòng hồn cho nên đau. Rồi thầy phù thủy lại khiển tùm lum đó, để nói rằng bà hồ ly thượng động bắt. Rồi bà Cố Hỷ, Hồ Hỷ Mị là chị em là với là Hồ Hỷ Mị, là chị em với hồ ly, gọi là bà cố bà hồ. Hồi tôi nghe tôi sợ dữ lắm, nhìn trên mấy cây đa tùm á, rậm rạp á, nhìn trên mấy cây trôm á, họ thường chỉ nói mấy cái đa đó tùm đó rậm rạp đó là bà hồ bà cố ở trên đó. Thường thường là xẹt
Rồi từ những cái đa, từ những cái trơn nó xẹt qua xẹt lại là cái chỗ ở của bà hồ bà cố ở trên cây vậy đó. Nó bậy hết sức vậy đó. Mà hồi nhỏ mình nghe mình sợ quá chừng quá đổi. Đi ngang mấy cái đa của đình của chùa nó sợ nín tim, gần muốn nín tim ấy. Đi ngang mấy cái trơn cũng sợ. Cái trơn mà nó bà hồ bà cố ở trên, hội liên thượng động ở trên. Vậy mà mình nghe được mới hay chứ. Mà nhiều người ở trong làng, trong xóm, nhà quê đều là tin sợ như vậy hết á. Cho nên cái bà nào đó không sợ. Người đệ tử Phật thiệt không hề sợ. Hồ Ly Thượng Động không sợ, bà Hồ không sợ, bà Cố không sợ, Hồ Hỷ Mỹ không sợ. Còn ông gì cũng không sợ hết. Chỉ có ông nội là sợ thôi, bởi vì phá đồ là ông nội rầy, ông nội đánh. Ông Cố cũng có thể rầy được. Ông Cố có thể cho tiền xài được, mà ông Cố cũng có thể đánh đòn được. Thì ông nội có, ông Cố có, bà nội có, bà Cố có, chứ không có bà gì khác. Bà ngoại, bà nội, bà Cố có, ông ngoại, ông nội, ông Cố thì có. Còn cái ông gì bên ngoài là người đệ tử Phật không bao giờ chấp nhận. Cho nên cái bài đó là thiền sư Như Nguyễn, thiền sư nói rằng là lễ bái ông gì, lễ bái ai, có nghĩa là phủ nhận tất cả, không ngán bất cứ ông nào ngoài ta, không ngán ai hết. Bao năm lễ bái bấy năm cầu, chúng ta ơi, hễ lễ bái là cầu, cầu nguyện, mà cầu nguyện là lễ bái, lễ bái là cầu nguyện, và khấn khấn liên tục, khấn đủ thứ. Khấn cho gia đạo được bình an, khấn cho làm ăn được phát tài, khấn cho con được học giỏi, khấn cho xe chạy được đừng có tai nạn, chủ xe hơi khấn tai nạn, đừng, xe chạy đừng tai nạn, khấn cho đi thuyền, đi biển, đi đánh cá được cá nhiều. Khấn cái kiểu mà như hồi nhỏ mà đọc cái bài, tôi đọc cái bài trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong gió, trong ngày, trong đêm, trong cho chân cứng đá mềm, trời an bể lặng mới yên tâm lòng. Mà hồi nhỏ tôi đọc vậy rồi, phải khấn cho trời an biển lặng, khấn không có được. Bảo là bảo, bảo là nghe khí tượng đài, khí tượng thế gian người ta báo là mình phải trốn thôi, phải vô bờ thôi, chứ ở đó là khấn là không có được. Khấn cho trời an biển lặng là không có được. Cho nên lễ bái ông gì, lễ bái ai, không ngán bất cứ ai. Bao năm lễ bái bấy năm cầu, đó là một hiện tượng hoang đường mê tín dị đoan của những người nhẹ dạ cả tin và khủng khiếp trước những sự thiên tai địch họa. Rồi mình hãi hùng quá, rồi mình đâm ra nó sinh ra cái niệm khấn cầu vậy. Thành ra là cả cuộc, gần hết cả cuộc đời là lễ bái và khấn cầu. Nhưng mà có được không? Không được. Nếu mà khấn cầu được thì là trong con người không ai bệnh kia đó. Bởi vì năm nào người ta cũng đầu năm, cái năm giao thừa, cái phải bắt đầu phải đi cúng, phải đi lại, phải đi khấn, phải đi giái cho đầu năm tới cuối năm được bình an sức khỏe, có lần hồi đợi tin chồng, để đợi tin con, để mà vui vẻ đầu năm tới cuối năm. Rồi khấn nguyện cho làm ăn khá giả, rồi khấn nguyện cho nợ nó đừng có giật hụi, hụi nó đừng có giật. Mình làm chủ hụi mình nên nó giật thì là lỗ chết. Thành ra mình khấn đủ thứ hết á. Nhưng mà nó có được. Con người bệnh vẫn cứ bệnh. Mà chơi hụi nhiều đầu quá là nó giật, vẫn cứ giật. Và làm ăn thì mùa màng thì có khi mình trị được sâu rầy thì nó trúng, mà mình trị không được sâu rầy, mình làm lỗi không đúng lúc thì nó bị sâu rầy phá hại, là năm đó thất mùa. Và bỏ bằng ít quá cũng thất mùa, chứ cũng không khấn làm cho cây trái được sai, được trúng được. Còn gà vịt nuôi thì cũng phải cho ăn cho đúng cách, và phải trừ H5N1, phải chích ngừa đàng hoàng theo sự hướng dẫn của y học, chứ khấn giái không có được.
Hồi xưa tôi còn nhỏ đó thì trong gia đình tôi đó, chị tôi rồi bà già tôi nuôi đó, con heo nó hơi bệnh rồi nên giái ông chuồng mà chuồng. Rồi có khi rồi cũng giái bậy bạ vậy rồi nó cũng hết là vì tại nó chưa chết. Nó không phải là dịch cúm gia cầm gia súc như ngày nay. Cho nên có khi nó cũng hết. Rồi phải nấu chè cũng ông chuồng mà chuồng. Đó là cái chuyện đời 50-60 năm trước là cái khấn giá vậy rất là phẩm hành. Bây giờ có hơi bớt rồi. Bây giờ con người tiếp thu được văn minh khoa học, con người ngày nay bớt là đỡ lắm rồi. Đỡ lắm nhưng mà vẫn còn. Vẫn còn cũng không ít. Khấn giá cầu nguyện nó vẫn còn. Là tại vì cái sự đào luyện nó cả một cái thế hệ này tới thế hệ khác của một dân tộc nào đó. Mỗi một dân tộc có một cái đức tin quyến hoặc quan đường khác nhau, mà không rời cái là khấn vái cầu nguyện lễ bái. Bao năm lễ bái bấy năm cầu. Hãy có cầu là có lễ bái, mà có lễ bái thì có khấn nguyện, có gian sinh. Khấn nguyện không được, gian sinh mọt, gian sinh mãi. Khấn nguyện không được, hên xui mãi. Má ngọ ông nào nhận lễ của ta. Má ngọ tức là chửi. Chửi tùy theo ai muốn chửi cỡ nào là chửi. Chỉ ông nào, bà nào, con nào, cậu nào, thằng nào nhận lễ của ta mà không giúp đỡ cho ta được, để cho ta cứ hên xui. Nếu theo lời cầu nguyện khấn vái của ta thì ta không bao giờ muốn có cái xui, mà ta chỉ muốn được hên. Không bao giờ ta muốn lỗ lã mà ta muốn được. Không bao giờ ta muốn thất mùa mà ta muốn được mùa. Không bao giờ ta muốn cho gia cầm gia súc của ta chết. Ta đã khấn vái rồi mà nó vẫn cứ chết nếu không chích ngừa. Vậy thì chứng tỏ rằng là cái sự khấn nguyện của ta không có được. Mà không được vậy thì ta từng khấn vái mấy cả năm này tháng kia năm nọ cả đời ta đây. Ông nào, thằng nào, con nào nhận lễ của ta mà không giúp đỡ cho ta được. Cái bài đó là nếu mà người mà có trí nhận thức khách quan á, dám bỏ cái gọi là trong đạo Phật gọi là kiên thủ kiến, dám bỏ cái kiên thủ kiến là nghe cái bài đó là tác dụng dữ lắm, đánh đổ quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan dữ lắm. Nhưng mà những người mà bảo thủ cái kiên thủ kiến của mình đó, người xưa nói như vậy, nghe người lớn tuổi nói như vậy, người xưa nói như vậy, không cần nhận thức đúng hay sai thì nghe bực bội lắm, nghe còn mắng nhiếc chửi ông Duy Nguyễn thiền sư nào nói quá độc đạo, quá trúng tim đen của ta, thành ra ta không chịu được cái đó, ta ghét, ta chửi lầm thầm. Tôi nhắc lại cái bài thơ lễ bái á, nó giống như cái bom nguyên tử của Mỹ mà thả cái lần đầu tiên ở Hiroshima và Nagasaki của xứ Nhật vậy. Đối với người đệ tử Phật mà không học Phật mà nghe cái bài thơ đó chẳng khác nào là cái bom nguyên tử mà thả ở nước Nhật hồi 1940 đúng hay gì đó không nhớ rõ. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái bấy năm cầu, khấn nguyện không được, hên xui mãi. Má ngọ ông nào nhận lễ tao. Đệ tử Phật là phải học vậy đó. Thế thì trở lại vấn đề mà ta đang học là ta phải học về cái giáo lý ngũ quẩn, ngũ ấm cho thiết là kỹ.
Tôi không biết là các vị có nghe kinh trên mạng của tôi nhiều ít cỡ nào. Chứ cái này không phải tôi mới nói đây đâu, tôi nói suốt mấy mươi năm rồi. Vấn đề ngủ ấm vô ngã, vấn đề từ ngủ ấm này mà nó duyên khởi ra. Thí dụ như cái bộ luận mà gọi luận luận Đại Thừa Bạch Pháp, duy thức học của đại của cái duy thức tôn đó, bộ luận Đại Thừa Bạch Pháp, người ta triển khai ra 100 pháp. Từ nơi tâm pháp của duy thức học, từ nơi sắc pháp của duy thức học, tâm pháp, sắc pháp, rồi tâm sở hữu pháp, rồi tâm bất tương ưng hành pháp, rồi vô vi pháp, là dựa trên cái cơ sở, cái nền móng của ngũ ấm, của ngũ quẩn mà ta triển khai đó, thành 100 pháp, 100 món mà mình cần phải học. Mà học cái bộ luận đó đó, ta chia sẻ ra nó thành một hệ thống, cũng nó nằm ở trong cái hệ thống của duy thức học. Duy thức học lại triển khai dựa trên cái cơ sở của 100 pháp của Đại Thừa. Mà trong pháp Đại Thừa thì triển khai ra là dựa trên cái cơ sở là ngũ ấm. Cho nên là mình phải chịu khó nghiên cứu, mình học rồi mình mới học, mình mới tu được. Thì cái ngũ ấm đấy mà cái bữa tôi giảng rồi chưa, tôi cũng không nhớ là dạy về quán thanh đó. À, quán thanh giảng rồi là cái bài mà quán thanh đó. Mà nói cho đầy đủ hơn, người cứ dựa trên cái giáo lý tứ đế của tứ niệm xứ pháp thì gọi là quán thanh bất tịnh. Quán thanh bất tịnh đó, quán thân là dựa trên cái cơ sở thân, mà quán thân bất tịnh là cũng ở trong cái duy thức này. Thân là cái phần sắc quẩn đó, thân tịnh hay bất tịnh cũng đều là thân đó, là thuộc về của cái phần sắc quẩn. Thân nó thuộc về vật chất, phần sắc. Còn quán tâm đây là cũng không có ở đâu hết á. Tâm đây là nó ở trong cái phần thọ tưởng hành thức. Cho nên là thọ tánh không không nhận những gì tưởng hành, trong rộng tưởng là chi, giác không không giác đâu là thức, ngũ quẩn phù hư đến chợt đi. Cái bài này để nói lên rằng là thọ tưởng hành thức thuộc về tâm đó nha. Còn cái bài mình học là quán thanh bơ hởm đó, là phải bị sắc quẩn đó. Thế thì ngũ ấm vô ngã, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã tức là ngũ quẩn vô ngã đó. Thì thọ tưởng hành thức, nội dung của cái bài này, cái bài Tam Thiền 4 này nè, tôi nói lên là thọ tánh không không nhận những gì. Ở trong con người của chúng ta, sắc là thuộc về thân,
cái bài trước mình học rồi. Bây giờ còn bốn cái quẩn sau là thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái quẩn đó, đó là thuộc về tâm đó, trên nó không phải cái gì khác đâu. Cho nên học ngũ quẩn tức là mình học những cái gì thuộc về thân. Thân nó tác động, nó hoành hành mình cách gì trong cuộc sống. Rồi mình học, mà đó là mình học về cái môn sắc quẩn của ngũ quẩn đó. Ngoài cái sắc quẩn thuộc về thân, nó tác động nó hoành hành rồi, hoành hành cái kiểu của sắc quẩn rồi. Còn bốn món nữa là thọ, tưởng, hành, thức, là thuộc về phần tâm của con người đấy. Nó tác động, nó hoành hành ta như thế nào, ta phải học cho kỹ đó. Thế thì là thọ quẩn á, là một ở trong năm quẩn. Tưởng quẩn là thứ hai ở trong năm quẩn. Hành quẩn là thứ ba. Thức quẩn là thứ bốn. Bốn phần đó thuộc về tâm. Cho nên là khi mình học, mình học về sắc quẩn, mình thấy cái thân đó là vô thường rồi. Nó bị tam khổ, bát khổ nó hoành hành rồi. Nó bị bát bất, nó hoành hành, nó làm đau khổ về cái phần vật chất, phần thân rồi. Bây giờ mình nghiên cứu tới cái phần tâm, nó tác động mình như thế nào, nó hoành hành mình như thế nào. Bây giờ ta bắt đầu phải học thọ tánh không không nhẫn nhịn gì. Chứ thọ có nghĩa là mình tiếp nhận đó. Chứ thọ có nghĩa là tiếp nhận. Tiếp nhận cái gì thuộc về cái phần tinh thần chứ không phải là vật chất nữa. Tuy nhiên là vật chất với tinh thần không bao giờ nó rời khỏi nhau được. Cho nên để nó thọ thì nó không phải là vật chất, nhưng mà nó cũng không ngoài vật chất. Thí dụ như người ta cho mình $100 thì mình nhận $100 đó, hay là ta cho mình 10 đồng Việt Nam đồng, mình nhận 10 đồng đó, ta cho mình một ký lô bòn bon Thái Lan, mình nhận 1 ký lô bòn bon Thái Lan, đó là thọ đấy. Người ta tặng mình bất cứ cái gì, nói chung và mình nhận ra đều gọi đó là thọ. Thế thì thọ không rời ngoài, thọ là thuộc về phần tâm đó, phần tinh thần đó, nhưng mà nó tương quan với vật chất. Để ý cái chỗ đó, cho nên vật chất và tinh thần không bao giờ không có nhau được. Hễ có vật chất thì phải có tinh thần, có tinh thần là phải có vật chất. Cho nên tôi nói là di vật biện chứng là rất hay, nhưng mà di vật không đủ điều kiện, không đủ yếu tố làm con người trong vũ trụ này, và cũng không có cái vũ trụ này được. Vũ trụ này nó có được là nó phải có năng phân biệt và sở phân biệt. Vũ trụ núi sông đất liền trời tâm mây nước, cái loại vô tình, cái loại thực vật, khoáng vật, đó là cái phần sở phân biệt, cái đối tượng phân biệt. Mà ngoài đối tượng phân biệt ra đó, nó phải để biết là có nó là phải có cái năng phân biệt, là con người. Thế thì con người là chủ thể phân biệt, mà ngay trong con người là chủ thể phân biệt, nó vẫn có chủ thể và đối tượng ở trong đó. Chủ thể là tâm, mà đối tượng phân biệt là thân. Đó là ngay trong cái thân u ấm của con người, đối tượng phân biệt là thân, mà cái chủ thể phân biệt là tâm. Vũ trụ bên ngoài, vũ trụ ở bên ngoài á,
Thì chú Thế Phân Việt là người vì chú tụi bên ngoài là chú Thế Phân Việt là người mà đối tượng Phân Việt là núi sông Bích Liền từ sân bay nước ở Tây Quận Lan, tức là thực vật khoáng vật là đối tượng phân biệt của con người. Ở thế thì là thân và tâm không rời nhau, cho nên khi mà mình nói tới thọ, thọ quẩn ở trong năm thọ đó mà, ở trong năm quẩn đó mà, thì thể có thọ là thuộc về phần tâm, nhưng mà là phải có phần vật chất. Người ta cho mình bất cứ vật gì đó, hoặc là tiền, hoặc là đồ ăn, hoặc là thọ đồ thọ dụng, thế là mình tiếp nhận đó là phần tâm đó. Nhưng mà bây giờ đây tại sao lại phải quán chiếu với tư duy mình nghĩ lại về thọ quẩn? Là vì thọ nó có ba cái thứ nha, cái thứ mà người ta cho mình, ví dụ như là người ta cho tiền đô la, người ta cho tiền đồng Việt Nam, người ta cho ít thì là mình thọ ít thì cái vui rất ít. À, vấn đề thọ nó có cái thọ lạc và thọ khổ, và thọ không lạc không khổ, cho nên là phải học để chi, để khi mà mình thọ cái gì đó là mình phải biết á. Vì thọ quẩn này nè, nó có ba cách: thọ vui, hoặc thọ khổ, hoặc thọ cái có trường hợp thọ không vui không khổ. Cho nên cái bài thơ này ta nói là thọ tánh không không nhận những gì, tu tập phải tư duy quán chiếu trong cái lúc thọ đó, mình có ba thứ thọ đó, nó hành hạ con người, hoặc nó làm cho con người đam mê lưu luyến, đều là nó tác động bởi thọ quẩn này dữ lắm đó. Người ta cho mình là 1 triệu thì mình thọ vui nhiều, mà người ta cho mình có 1 đồng thì mình không có vui nhiều. Đó là nói về cái mặt thọ vui, nó có vui nhiều, vui vừa và vui cực độ. Vui cực độ, ví dụ như mình thọ cái bữa trúng số này tới 5 tỷ. Trúng số này sổ số thọ tới 5 tỷ mà thọ cái vui quá, có người nghe là đức chỉ má chết. Vui quá chịu không được. Cho nên có khi nghe trúng số rồi ta bắt cái người đó, ta giả đò ta bắt cái người đó, ta trị tội trị phạt này kia, để cho người đó âu sầu thê thảm bớt đi, là cái vui đó không có tăng trưởng quá sức, cho thọ vui quá cũng chết, không sống nổi. Rồi nó có chừng thọ nó có 2 thứ, một là thọ vui quá cũng không sống nổi, vui vừa thì thích sống nổi, mà thọ vui quá có người chết. Cái đó từ xưa nay ta chuyện nó có Phật. Cũng như xưa tôi đọc truyện Thiết Đường, tôi nghe nói cái chuyện gì đó ha, mà nói Trình Giáo Kim mà nghe Thiết Cương phục nghiệp á, Thiết Cương phục nghiệp được cái là cái Trình Giáo Kim mừng quá, cười riết cái Trình Giáo Kim chết bằng cái thọ vui, vui quá mà cười riết cái cười hồi chết. Tôi nhớ cái chuyện mà tiết cương phục nghiệp nó vậy đó. Rồi còn ở đời nay mình nghe cái người mà trúng số vui quá cũng chết. Có khi có người không phải là trúng số mà trong gia đình con cháu rồi nó được vui vẻ quá, cũng có thể làm cho những ông già bà già chết. Đó là thọ lạc đó. Ngược lại là thọ khổ, thọ khổ quá cũng làm cho người ta chết. Khổ gì? Vì thiên tai, bão, lũ, lụt. Khổ vì lạnh quá, mùa đông này lạnh quá mà không đủ ấm, nhà cửa không đủ kín, quần áo, lửa,
sưởi ấm đồ không đủ, lạnh quá cũng chết, rồi nóng quá cũng chết. Trên thế giới là những cái mùa hè đó, những người bên Pháp và bên Mỹ, mùa hè nóng gay gắt lắm, có người chết vì nóng. Thì cái đó là cái bằng sọ khổ đó, nóng quá khổ quá chịu nổi chết, lạnh quá cũng chết. Thành ra thọ vui cũng chết và thọ khổ cũng có thể chết. Và thọ vui cỡ nào đó nó đủ sức bằng lòng nó thì nó thích dữ lắm, gọi là thọ vui. Ngược lại là cái khổ nào đó không nên nói chết, nhưng mà cũng sống cực khổ á, là cũng bất bình, bất mãn, bất gì ấy. Đó, thế thì là thọ nó có thọ khổ và thọ vui, cho nên phải chú ý đó. Chứ thọ không phải là sướng đâu. Trong đạo Phật còn dạy có một thứ gọi là vô ký, một cái thứ thọ gọi là thọ vô ký, nghĩa là trong lúc đó cái tâm của mình không có thọ vui, mà cũng không có thọ, không có nhận lãnh những cái khổ gọi là bị khổ, cũng không có nhận lãnh được những cái gọi là được vui. Thế thì cái lúc đó không khổ không vui, thì lúc đó gọi là vô ký, chứ không phải là không thọ nha. Nếu mình không có thọ là mình chết đó. Đó là hữu tác dụng pháp. Một con người là phải có tác dụng, hữu tác dụng pháp, hiện thọ dụng pháp và hiện sở tri pháp. Có ba pháp đó chứng tỏ là con người còn sống. Mà nếu mà không có tác dụng để nhận biết, không có hiện sở tri, hiện thọ dụng để biết rằng mình là cái người có thọ dụng, thì mình chết đó. Do vậy cho nên là trong lúc mình không có thọ thọ vui, trong lúc mình không có thọ khổ mà mình vẫn có thọ, để ý cái chỗ đó. Bởi vì con người lúc nào cũng phải có hiện sở tri pháp, hiện thọ dụng pháp và hữu tác dụng pháp, thì mới gọi là con người. Do vậy cho nên người ta cũng có dạy thiền đó, mà người ta dạy thiền là ngồi sững để mà cố gọi là bỏ hết đó. Cố làm cho mình không biết gì hết đó. Tôi vậy là sai, dạy thiền như vậy là sai, không biết thiền là gì. Thiền là phải có năng sở phải phân minh, tham thiền năng sở phải phân minh. Cái bài trước rồi đó các vị ôn lại đấy. Đã là con người thì không bao giờ là mình thành tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng thêu, tượng vẽ được. Thì vô niệm, thì vô sanh, nhất thật vô sanh, vô bất sanh. Quán thủ cơ quan, mộc nhân dân, cầu Phật, thi công tạo bản thành. Người ước mơ vô niệm không bao giờ có. Người mà cầu đạt tới cái chỗ vô sanh nào đó không bao giờ có. Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng ảo huyền, rất quan uổng, tự mình khiến cho mình quá đá một kiếp người tràn đầy linh động, không bao giờ có thật. Cho nên thọ nhất định là mình có thọ. Một là thọ vui, hai là thọ khổ, ba là thọ không vui không khổ. Vấn đề là mình làm thế nào mà mình điều làm chủ được, mình điều khiển được cái ý niệm về thọ của mình. Chứ còn diệt thọ là không bao giờ được. Mà diệt đi cái ý niệm về thọ trong con người thì mình không có thành cái ông gì được hết. Mình giống như ông robot. Để tắt điện xin hỏi cái ông robot. Cái ông robot là người máy, người bằng kim loại, bằng điện tử đó. Hỏi chứ quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Không bao giờ người robot, dù là cách đặt công việc cho ảnh làm được đấy. Ảnh giặt đồ được, ảnh bấm nút nấu cơm được, là ảnh quét nhà được đó. Tùy theo cái sự sắp xếp của những cái người làm cái nhà điện tử cho ảnh, được cách việc cho ảnh, ảnh tự động ảnh làm được đó. Nhưng mà ảnh thành Phật làm được, thành hiền thánh gì đó không bao giờ được. Vì ảnh là cái người không có cái tác dụng,
không có cái pháp chữa bệnh là hữu tác dụng, không có cái pháp gọi là hiện thọ dụng, không có cái trong con người ảnh không có cái chất chữa bệnh hiện sở tri, không có ba cái chất đó, ba cái tánh đó, thì con người đó không là con người. Nghĩa là người đó không có ba cái đó là gọi là người không có tâm, thì không gọi là con người được. Cho nên là cái chữ thọ này là mình phải học cho kỹ đó. Thọ vui, mà vui kiểu nào thì vui, mà còn vui mà quá sức vui thì nó lại là thành là nguyên nhân của đau khổ chết chóc. Nhưng vừa vừa nó ngang cỡ nó thì nó chịu, mà vui quá nó không chịu, nó chết. Khổ cũng vậy, khổ vừa vừa thì nó chịu nổi. Nói chung là kiếp sống con người là ai cũng có khổ hết và ai cũng bị khổ hết, nhưng mà khổ vừa vừa thì chịu được, mà còn khổ cực kỳ khổ thì con người không chịu được nữa là con người chết. Chẳng hạn như lạnh quá tức là khổ quá không sống nổi, nóng quá cũng khổ quá không sống nổi, buồn quá cũng khổ quá không sống nổi. Thế thì thọ nó có thọ vui và thọ khổ, dù thọ không vui và thọ không khổ gọi là vô ký thọ. Nhưng mà dầu là thọ vui thọ khổ hay là vô ký thọ, thật sự là cái tánh của thọ là không, là rỗng không. Cái tánh của thọ là rỗng không, cũng như cái tánh của sắc mà chúng ta học rồi đó, quán về thân đó. Cái bài mà học quán về thân đó tức là quán về sắc, sắc quẩn đó, sắc quẩn vẫn là rỗng không, dù là vật chất nhưng mà nó cũng vẫn rỗng không, thì thọ là phần tinh thần cũng vẫn rỗng không như vậy. Thọ tánh không không nhận những gì, gọi là thọ nhận chứ người ta đừng có nhận được gì đâu. Cái này nói nghe kỳ à, nhận đó chứ, nhận $100, nhận $1,000, nhận $1,000,000 đó, nhận được lắm đó chứ, có nhận đó chứ. Nhận những cái gì đó người ta tặng, người ta cho, được nhiều người ta thích hết chứ. Nhưng mà người đệ tử Phật thì không phải nhàn đâu. Thọ nhận được người ta vẫn quán chiếu cái thọ đó, cái nhận cái vui đó. Phải tham thiền mới thấy được cái thọ là không không, gọi là nhân, chứ kỳ thật mình chẳng có nhận được cái gì đâu. Tại mình không có tư duy, mình không có quán chiếu, chứ sự thật là mình chẳng có nhận được cái gì làm cho mình mà thật sự bằng lòng đâu. Bằng lòng ảo tưởng thì có, bằng lòng giả tạm thì có, mà bằng lòng thật sự, cái an vui thật sự là không có thật. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình thọ vui, mình thọ vui thì nó ngang tới cái mức vui tương đối trong cõi đời này, thì mình có thọ vui thật, mình không khổ thì gọi là thọ vui. Chứ kỳ thật mà cái thọ vui đó là mình đi sâu vào coi mình nắm được cái gì, mình cầm được cái gì, mình giữ nó được cái gì. Có ai thọ cái vui rồi cầm giữ cái vui đó được lâu dài trong cuộc sống của mình không? Cái này phải có phải tập tu thiền đó, tu thiền là vậy đó.
là mình thọ vui, mà kỳ thật ra cái vui đó nó không có bền chắc gì hết. Có thể thọ 100.000 đô la để xây dựng cái gì đó, kiến tạo cái gì đó 3 ngày trước, mà ngày thứ 4 là mình không còn thọ dưỡng được nữa rồi. Thế thì cái thọ đó đâu có được bao dài đâu, nó mất đi. Hoặc là một cái tình yêu, tình yêu là cái mà của nam nữ lưu luyến thích nhất trong lúc tuổi trẻ. Nhưng mà có người ta mới thành hôn có mấy bữa, rồi có một duyên cớ nào đó phải chia ly, thành ra cái đó gọi là ái biệt ly. Cái tình yêu ở trong đau khổ bởi sự chia ly. Thế thì cái thọ của tình yêu không chân thật gì hết. Và nếu vì một cái lẽ gì đó người ta lại bực bội, người ta đưa ra tòa, người ta di lệ ly dị, thế thì cái tình yêu đó lại càng từ cái thọ lạc lên, nó chuyển qua cái thọ khổ, cũng chỉ là một tình yêu thôi. Thế là cái thọ lạc và thọ khổ không có cái gì là trường tồn, là cố định, là bất biến, là trọn vẹn như ý cả. Cho nên cái người đệ tử Phật á, ta quán cái thọ này nè, thọ lạc người ta cũng không có mừng lắm, không có mừng lắm. Biết là có lạc đấy, nhưng mà không được mừng lắm. Là vì người có tu người ta biết rằng là cái thọ lạc này nè, nó không có trường tồn vĩnh cửu theo như ý muốn của mình được, rồi có thể nó chuyển biến thành ra thọ khổ, không có xa xôi gì hết. Tôi nói ví dụ như có lần nọ mà tôi nghe cái chuyện báo chí mà của cái ông chủ tiệm vàng đó, ảnh đi chợ lớn về ảnh lấy 200 lượng vàng. Thì trên cái lúc đó mình thọ lạc là rằng là mình có 200 lượng vàng trở về, đâu phải là người nghèo mà có được cái số tiền, số vàng đó để mà làm vốn để mà buôn bán tiệm vàng đâu. Vậy mà báo chí đăng kỳ đó, đó trên đường về vừa gần tới nhà ảnh vô thì có những cái bọn cướp giật nó theo dõi, vô gần tới nhà ngừng xe lại là nó a tình phù vô, nó giết ảnh ngay tức khắc, nó ôm cái mấy trăm lượng vàng đó, nó tẩu tán ngay tức khắc. Xe ôm nó phòng thủ nhau rồi là nó chở chạy ngay tức khắc. Thế thì ngay cái thọ lạc của mấy phút trước nó thành thọ khổ kế bên đó. Đó, thế thì cái thọ lạc và thọ khổ không cách giao bao xa. Và từ cái thọ lạc nó biến qua cái thọ khổ dễ dàng không có gì hết. Do vậy mà mình học kinh Bát Nhã đó, kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó hả, dạy rằng này: sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Đó là nói về phần vật chất đó. Về phần quán thân, quán tâm đó. Quán thân mình học cái đó rồi đó. Rồi ở đây cũng vậy. Này Sa Lợi Phất, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không mà không là thọ, thọ là không đây. Đó cho nên là dựa trên ngũ uẩn ta tu quán là vậy đó. Quán chiếu tư duy để nhận thức bằng cái tham cứu của mình, qua cái nhãn quan, cái nhận thức của mình, để mình thấy sắc là vật chất là không, không là vật chất, vật chất là không đã đành, mà thọ cũng là không, không là thọ, thọ là không. Đấy, thành ra khổ thọ, lạc thọ và xá thọ con người luôn luôn có, nhưng mà phải thấy nó, cái tính của nó là rỗng không,
Cho nên người ta phải tập đừng đam mê. Đừng đam mê, đừng lưu luyến sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Phải tư duy quán chiếu trực tế để mới thấy được cái tánh vô ngã, vô thường, bất tịnh của nó. Đó, tôi nói chỉ thọ vậy thôi chứ còn nói hoài thì cũng không hết. Tùy theo cái ngồi tâm thiền của mình đó. Rồi tôi nói cái thọ nó chỉ có 3 trường hợp: cổ thọ, lạc thọ, xả thọ. Rồi còn nếu mà Phật tử mà tham thiền á, rồi các vị thấy là cả không biết bao nhiêu thứ thọ khác, đều là gì, là rỗng không. Thọ tánh không không nhận những gì. Chứ không không đây có nghĩa là không mà là rỗng không đó cơ. Không mà là ngoài ra là không có thật rồi, mà còn ở trong cái mà gọi là thọ đó nó rỗng không. Cái chữ không ở trong đạo Phật là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không, không là thọ. Cái chữ không đây nó có nghĩa là rỗng không. Nó vừa là không có gì, nó là vừa là không có gì, mà ngoài cái không, không là không có gì đó, nó còn có cái tánh rỗng không. Mà chính từ cái tánh rỗng không đó cho nên là nó mới đi đôi với cái chữ vô ngã. Bởi vì sự vật nó duyên nhau, nó tác dụng nhau, rồi nó hòa hợp nhau mà nó thành ra một sự vật nào đó. Chứ sự thật là trong đó là cái tánh thật của không có, cái tánh thật của nó không có, mà nó chỉ là nhân duyên hòa hợp trùng nương giá tác dụng nhau mà nó hình thành. Cho nên cái có đó là cái có rỗng không, cái có đó là cái có vô hòa hợp, hòa hợp giả tạo nương giá lại mà hình thành. Cho nên những nhà khoa học ngày nay người ta nghiên cứu nhiều cái hay lắm, nó phù hợp với cái đạo Phật mà đã dạy từ mấy ngàn năm qua. Người ta lấy một cái kính hiển vi mà nó chiếu rọi ra nghe là mấy ngàn lần đó. Mấy triệu lần đó ha, thì người ta nhìn sự vật này là hoàn toàn là nó biến mất tiêu luôn, không có. Cái kiến vi mà nó nhân ra mấy cả triệu lần đó ha, thì nhìn vô một cái đồng hồ của mình hay là một cái tách, cái ly gì đó, người ta thấy nó thừa rỉnh thừa rãng, nó tan ra gần như là nó mênh mông ra. Còn cái tích, cái dạng của cái đồng hồ nhỏ nhắn kia không còn nữa, nó nhìn rộng ra, nó thành ra một điểm bằng trưng cái tâm nhang ấy, nó bây giờ nó dẹp lên cái nó bằng trưng là cái chén vậy đó, thì mình còn làm sao mình thấy được cái đồng hồ nhỏ đó được. Thành ra là mọi vật đều là không, không là có nghĩa là trống rỗng. Cho nên đây mình học là thọ quẩn không không nhận những gì, thọ quẩn nó trống rỗng, không có cái gì để mình nhận được hết á. Tưởng hành trống rồi tới tưởng hành trống rỗng, tưởng là chi đấy, bây giờ nói tới cái chữ tưởng đó. Sắc quẩn, thọ quẩn, rồi mình học luôn tới chữ tưởng quẩn. Tưởng quẩn nó cũng trống rỗng vậy, nó cũng giống như là thọ quẩn vậy. Mà thọ quẩn thì đôi khi mình nhận đó, nó có cụ thể mà nó có trừu tượng. Thí dụ như mình nhận người ta cho mình tiền bạc cho vật chất rồi mình thọ nhận cái cụ thể, mà cũng có cái thọ nhận trừu tượng. Thọ nhận trừu tượng là chẳng hạn như là mình nhận cái tình cảm của một người thân, người ta gọi về bằng cái cú điện thoại, hay là mình nhận những cái lời hứa gì đó mà người ta chưa đưa, thì cái thọ nhận đó người ta hứa ta cho mình 10.000 đô mà người ta chưa đưa, thì mình thọ nhận cái đó là thọ nhận trừu tượng. Mà người ta đưa mình 10.000 đô tức thì mình thọ nhận cái đó là thọ nhận cụ thể.
Còn cái tưởng này nó cũng gần như thọ vậy, mà nó không có cụ thể. À, chữ tưởng cái này đó là nói mà theo mà chiếc tự của chữ tạo á, là cái chữ tướng ở trên, rồi ở dưới cái chữ tướng đó là cái chữ tâm. Vậy thì cái chữ tướng là hình tướng, rồi ở dưới cái chữ tâm. Vậy thì lấy cái tâm này mà tưởng tượng cái tướng kia thì nó thành ra cái chữ tưởng. À, cho nên cái tưởng này là hoàn toàn là trừu tượng đó nha. Thọ thì có lúc mình thọ cụ thể, mà có những lúc mình thọ trừu tượng. Còn cái chữ tưởng này là trừu tượng. Cho nên cái tưởng là nó nguy hiểm vô cùng. Cái bài phân thiền vừa rồi đó, bài phân thiền vừa rồi đó là đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền, tham thiền năng sở rõ thân minh. Tham thiền là phải có năng, năng thiền sở thiền, năng quán sở quán, năng tư duy sở tư duy. Cảnh tham thiền năng sở phải rõ thân minh, quán tâm quán cảnh tùy duyên đến, tránh tưởng quan đường nghĩ diễn vong. Nghĩ diễn vong và tưởng quan đường đó, cái chữ tưởng đó là phương diện quan đường đó nha. Tưởng là hoàn toàn. Cho nên là cái điều này tôi nói hoài à. Nhưng mà tôi biết là cái người mà nghe mà nắm vững là rất ít. Còn cái người mà nghe mà không nắm vững thì có thể là nhiều hơn à. Người đệ tử Phật mà còn tưởng tượng quan đường nghĩ diễn vong là người đó không bao giờ là đệ tử Phật chân chánh được. Cho nên trong tam giới cái này là từ trước tới nay người ta không có nói đâu. Tam giới người ta tưởng đâu là vô sắc giới, là cái gì ở đâu, cái cõi nào ở đâu mà có ông thiền sư cũng nói là vô sắc giới là ở trong cái cõi hư vô không có gì hết. Cõi đó là sao ở được, làm sao có con người mà tưởng tượng mà khái niệm gì được ở trong cái cõi mà, cái chỗ không có gì làm sao gọi là cõi. Cho nên vô sắc giới là ở cõi này, mà có những người là sống bằng vô sắc giới, đó là những người tưởng tượng quan đường. Thậm chí là có những gì mà ta mệnh danh là cái người dẫn hướng dẫn tu thiền mà người ta dạy quán nghe là tưởng tượng rằng là mình gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, mình gặp Nam Cực Tiên Ông, mình gặp Thái Thượng Lão Quân, mình gặp Diêu Trì Kim Mẫu, mình gặp đủ thứ trên trời. Cái đó hiện giờ có đấy. Có một phái thiền là ta dạy như vậy đó mới chết chứ. Không có cái ông Ngọc Hoàng Thượng Đế nào hết phải theo đạo Phật. Không có cái ông Thái Thượng Lão Quân Nam Cực Tiên Ông nào, cái đó là chuyện phong thần giết vậy thôi chứ còn mấy ông đó đâu mà có. Nó tứ thiên vương là Ma Lễ Thành, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Lộc, gọi là tứ thiên vương thiên đó. Ma Lễ gì đó, nó bốt con Ma Lễ, tôi quên hết ông. Hồi đó tôi đọc cái chuyện phong thần tôi mê muốn chết. Khi mà tôi học văn tôi biết ra rồi thì ô chú cha ơi, cái nhà văn nó khỏe đó là đại tài, nhà văn đại tài. Đọc mê muốn chết. Mà chừng hiểu biết ra rồi thì chẳng qua là cái chuyện để giải trí. Hết giờ, hết băng à. Thôi thì xin hẹn để tiếp tục bữa khác nha. Nghĩa là tức là lần sau mình bắt đầu mình học về chữ tổn, chữ tổn quẩn, rồi mình học tiếp về chữ hành quẩn, về chữ thức quẩn nha. Cái bài này có 4 câu thôi mà nếu mà học Phật thiệt là học mệt đấy. Tôi đọc lại nè. Thọ tánh không không nhận những gì, tổn hành trống rỗng tổn là chi, giác không không giác đâu là thức, ngũ quẩn phù hư đến chợt đi. Cái bài này học không phải vừa mà được đâu. Không phải làm thầy chùa cạo đầu mặc áo rồi mà thuộc bao nhiêu đó được đâu. Cạo đầu nhẹ báo không được cái gì hết. Đi chậm chậm cũng không được cái gì hết. Và giường đất thiệt nhiều cũng không có được cái gì hết.
thờ Phật cả trăm ông Phật ở trong chùa cũng không hiểu được cái này, chứ không phải vừa đâu. Cho nên cái này là đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia là phải học thôi, phải cố gắng học là sanh thiền. Nhưng mà ai cũng là người có khả năng học, chứ không phải là cái này nó dành riêng cho ai. Ai cũng có khả năng học, ai cũng có khả năng hiểu biết, ai cũng có thể tu thiền, như vậy được hết. Nhưng mà với điều kiện là phải có học. Thôi giờ thì xin mình đây vậy chứ nó để nó hết đĩa, nó hết bằng cái khó làm. Bây giờ xin hẹn bữa sau. Xin chào tất cả các vị. Chúc các vị đủ nghị lực, đủ kiên cường, đủ cái sức gọi là phấn đấu lại với cái ý niệm kêu bằng kiếm thủ kiếm. Mình phải đối phó với cái kiếm thủ kiếm của mình thì mình mới tiếp thu cái mới được. Còn nếu mình bảo thủ cái kiến thủ kiến của mình thì mình không nghe được cái mới đâu. Bởi vì cái này nó hơi khó nghe đó. Thôi xin tấm dứt ở đây. Xin chào. Xuất gia mẹ cha xin đừng quá thương con, nhìn cuộc đời biến dấu lòng con sao xót xa khôn cầm, dẫm kiếp người mong manh còn chi đâu thú vui trên cõi trần. Ước mơ sao cho đường tu đời con thăng tiến, mong ước mong sao cho đường tu đừng dương díu ngoài lai, lòng hằng cầu minh sư truyền dạy cho giáo môn của Phật Đà. Nguyện hằng nguyện cho con lòng sáng trong nhớ ghi lời vàng, tôi cảm thương cho ai ngày đêm thầm thương trộm nhớ, tưởng nhớ cảnh xa xăm từng giây theo hắc tâm càng, mình trao mình tự an chờ ngoại lai giúp ta hy vọng gì, người già người thương nhau